Chào, hôm nay mình là Lâm, mình là một freelancer. Hiện tại mình đang làm graphic design. Mà cái mảng chính mình đang theo đuổi đó là branding, làm logo và nhận diện thương hiệu. Thì mình sẽ phát triển mood board ra. Thì thường là mood board mình sẽ làm một tới hai cái mood board, tức nghĩa là lúc nào cái tính cách của target audience nó cũng sẽ có một cái khoảng, tức nghĩa là tính cách của chị ngông cuồng thì chị ngông cuồng tới mức độ nào, chị ngông cuồng vừa phải hay chị quá ngông cuồng luôn, thì lúc đó mình sẽ có hai mood board. Một mood board dành cho một cái target audience nó ngông cuồng theo dạng phá cách. Phá cách tức nghĩa là nó vừa phải thôi. Còn một cái là nó điên cuồng luôn, nó giống dạng như nhạc rock ấy, kiểu dạng như nó sẽ điên rồ luôn ấy. Thì lúc đó thì target audience người ta sẽ chỉ ra là, à em ơi, chị thấy cái brand, người ta sẽ chỉ ra là, à chị thấy cái người này là giống cái người chị hướng tới rồi nè. Những cái hình xung quanh đây là giống cái mà chị đang nghĩ trong đầu rồi nè. Đó, thường thì khách hàng họ sẽ hình dung được trong đầu họ, nhưng họ sẽ không biết truyền tải cho bạn như thế nào. Thì lúc đó bạn phải làm mood board làm sao để người ta biết được là, à bạn đang hiểu ý người ta rồi. Đó, lúc đó thì nếu mood board đúng thì sản phẩm sao nó rất là chân chung. Mood board đúng, sản phẩm theo mood board thì sản phẩm sẽ đẹp. Khách hàng sau này tìm tới mình thì thường là nó thông qua giới thiệu của khách hàng trước. Thì cái việc mà có được ở mình mà mình cảm thấy là cái khách hàng người ta thích ở mình đó là mình luôn luôn tìm hiểu rất là kỹ câu chuyện của họ. Tại vì thay vì thường những bạn mới á, thường họ làm branding là sẽ dựa trên sản phẩm mà khách hàng bán, sẽ dựa trên tông màu khách hàng thích. Nhưng mà mình thì mình sẽ dựa trên câu chuyện của khách hàng. Tức có nghĩa là họ build một brand thì họ sẽ có câu chuyện trong đầu họ. Họ suy nghĩ sau đó thì họ mới build được cái brand đó. Thậm chí những người họ có những cái câu chuyện mà mình không ngờ tới. Tức có nghĩa là họ tự nhiên cái họ thấy thằng nhóc ngoài đường bán vé số không có mang giày. Cái họ sẽ nghĩ là họ sẽ làm một brand gì đó bán giày, nhưng mà giá nó sẽ rẻ. Họ sẽ bán giày, họ sẽ có những chương trình đó để mà cho những cái thằng nhóc đó. Chương trình quyên góp cho tặng gì đó. Thì lúc đó họ sẽ kể lại câu chuyện của họ với mình theo tư cách là hai người bạn. Tôi có nghĩa là sẽ chia sẻ build brand mình với lại cái câu chuyện của mình vậy nè. Hôm đó tao đi ngoài đường tao thấy cho đó. Thì lúc đó thì mình sẽ là người kể lại câu chuyện của họ thông qua thiết kế. Mình sẽ là người vẽ lại câu chuyện của họ thông qua cái logo, cái bộ nhận diện của họ. Thì khi đó thì sau này cái logo nó sẽ đồng hành với họ trong suốt quá trình mà thành công hay thất bại của brand, qua các vui buồn của brand, qua những cái lần mà họ vấp ngã hay là họ vươn lên hay là gì đó, thì họ luôn luôn sẽ mang được theo câu chuyện đó bên mình. Mình muốn giữ vững công việc nhất đó là sự tự do và thoải mái. Thì freelance thì tất cả mọi người đều thích tự do mà, thì cái sự tự do và thoải mái là cái yếu tố đầu tiên. Mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc cà phê với bạn bè, mình có thể dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Nhưng mà mình vẫn đảm bảo là công việc mình hoàn thành đúng hẹn. Tại vì freelance cái thời gian của họ không phải họ trải dài nguyên một ngày giống như là các bạn làm văn phòng đâu. Họ sẽ làm việc theo mood. Ví dụ như bạn có mood thì lúc đó thì bạn làm công việc nó trôi chảy, nó trơn tru lắm. Còn những thời gian còn lại rảnh thì bạn có thể làm những việc bạn thích, bạn có thể dành cho những đam mê mà ví dụ làm văn phòng thì bạn không làm được. Đó, thì cái đó là điều mà mình thích đầu tiên. Thứ hai nữa là freelance nó đem lại cho mình nhiều kiến thức xã hội mà ít khi nào mà mình có được khi mà mình không trải nghiệm nó. Cái câu chuyện năm thoại mà mình chia sẻ lúc đầu tiên nó cũng là một kiến thức đó. Còn những kiến thức khác giống như là làm cà phê thì bắt đầu mình sẽ nghe câu chuyện về pha chế. Làm quán rượu thì mình bắt đầu mình nghe được những loại rượu nào, nghe được lịch sử sản xuất loại rượu đó ra sao. Đó, thì những kiến thức đó khó mà có được nếu như bạn không trực tiếp trải nghiệm cái job đó, bạn không trực tiếp nói chuyện với lại client làm ra cái brand đó. Rồi đó là những cái kiến thức ngoài cái chi phí mà mình nhận được, thì cái kiến thức đó là cái điều đáng quý mà mình nhận được sau mỗi job. Đó là hai điều mình cảm thấy thích khi mình làm freelance. Cái lửa làm việc thì mình nghĩ là lúc nào các bạn cũng luôn phải giữ. Lý do là nó là cái mood. Nó không có mood đó, cái sản phẩm bạn làm ra nó lỏng lẻo lắm. Thường đó là mình phải hài lòng thì mình mới dám giao cho khách hàng. Mình không hài lòng thì mình giao cho khách hàng, mình cảm thấy có một cái nỗi buồn gì đó. Nên là cái lửa đó phải giữ, nhưng mà giữ được lửa đó như thế nào mới là quan trọng. Thì như mình chia sẻ lúc nãy thì freelance nó tự do về mặt thời gian rất là nhiều. Thì trong thời gian đó, bạn dùng cái thời gian đó để bạn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nhiều là một tip rất là hiệu quả để mà mình giữ mood. Tại vì khi mà tinh thần bạn sảng khoái á, bạn được làm những điều mình thích sau cái giờ làm á, thì tới khi bạn ngồi và bạn làm việc lại, bạn cảm thấy rất là thoải mái. Thêm nữa là mình cảm thấy đi nhiều là một cách du lịch thì cũng là một phần đúng, nhưng mà đi ra ngoài nhiều thôi. Đi ra ngoài ở đây là vừa đi vừa quan sát á.
Giống như là bạn quan sát những cái bình thường nhất trong cuộc sống nhưng mà thường là người ta sẽ bỏ qua. Giống như thường là dùng mọi người làm văn phòng đi, mọi người sẽ chạy thẳng một mạch từ nhà tới văn phòng. Nhưng mà khi mình làm freelance, mình đi ngoài đường, mình không có bị hối thúc về thời gian nhiều, mình có thể quan sát được nhiều hơn, mình có thể thấy được những cái mà bình thường mình không để ý kỹ thì mình sẽ không thấy. Đó, chính những cái bình thường đó, chính những cái mà nhỏ nhặt đó thường là nó sẽ là cảm hứng rất là nhiều để mình làm cái job của mình. Tại vì sáng tạo nó là cái vùng đất hoang mà nhiều người khai phá. Tức có nghĩa là với mỗi người thì họ sẽ khai phá được những cái phạm trù riêng, rồi sẽ khai phá được những cái nơi riêng mà người khác thì sẽ không có nhìn ra. Đó, thì mình phải là người tìm kiếm được những cái nơi lạ mà ít người tìm thấy, thì lúc đó thiết kế mình sẽ thành công hơn. Có 3 con đường tới graphic design là các bạn học thông qua đại học, các bạn học trung tâm hoặc là các bạn tự học. Nhưng mà cách 1 với cách 2 á, là hai con đường nó dễ đi hơn là con đường tự học. Thì mình sẽ kết hợp con đường thứ 3 là con đường tự học với lại con đường thứ 2 là học ở các trung tâm. Tại vì mình đã học ngành kiến trúc ở đại học thì mình sẽ không còn nhiều thời gian để mà mình học lại một cái chuyên ngành khác là chuyên ngành thiết kế đồ họa ở đại học. Nên là để rút ngắn thời gian thì mình vừa làm việc vừa học tập ở các trung tâm là thứ nhất, thứ hai là mình tự học rất là nhiều. Các trang tự học thì thường là mình sẽ xem các clip trên YouTube của các designer nước ngoài. Họ sẽ chia sẻ những cái tip, cái trick mà họ làm trên phần mềm nhanh hơn, đẹp hơn và mình có thể ứng dụng được cái đó. Có thể là mình xem nhưng mà mình chưa có ứng dụng được ngay đâu, nhưng mà mình sẽ lưu nó lại tới một ngày đó mình cần tới nó, mình sẽ nhớ là hồi lúc đó mình có xem cái clip dạng như vậy ở đâu rồi. Mình sẽ lôi nó ra, mình xem lại, mình xem họ làm sao, mình ứng dụng được như thế nào. Thêm nữa là các group trên Facebook nó cũng là một công cụ rất là đáng để xem. Tức nghĩa là sẽ có nhiều người họ chia sẻ về công việc của họ, họ làm job này ra sao, họ lấy cảm hứng từ đâu, rồi họ truyền tải cái gì. Thì mình phải là một người đủ khả năng để mình đánh giá được là cái job này nó là tốt hay chưa, nó đang không tốt ở mặt nào, nó tốt ở mặt nào. Ở YouTube thì hiện tại mình thấy anh Huy Tạ đang là một người truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ, trong đó có mình. Anh Huy Tạ thường hay chia sẻ được những cái tip, những cái trick, nhưng mà cái kiến thức của anh rất là sâu, rất là rộng. Mình vẫn đang theo học bên đó, nên là mình cảm thấy người đó là người truyền cảm hứng nhiều cho mình. Thứ hai là mình cảm thấy là anh Đạt Đỗ, mình rất là yêu thích anh Đạt Đỗ ở những cái sản phẩm anh làm. Tại vì mình cảm thấy nó có một cái sự gì đó nó đồng điệu với mình. Anh Huy Tạ nó có cái cảm giác nó fancy hơn, tức nghĩa là nó có cảm giác nó hào nhoáng hơn. Anh Huy Tạ thường hay làm các brand cho nhà hàng hay là cho các khách sạn gì đó, nhìn nó rất là sạch sẽ. Còn anh Đạt Đỗ nó rất là đời thường, nó rất là bình dị. Mình thích cái gì đó nó tròn chỉnh, mình thích cái gì đó nó đầy đặn. Nên là mình thích cái style của anh Đạt Đỗ, nên là hai người đó là hai người truyền cảm hứng nhiều nhất cho mình. Trên Facebook mình hiện tại mình đang thích một cái group, đó là group nghiện design. Group nghiện design mình cảm thấy những cái bài viết trong đó mọi người tương tác với nhau rất là vui. Thì thường là bây giờ cái group freelance trên Facebook á, nó bị một cái là mình nói hơi hướng nó đang bị quá là nhiều thành phần á. Tức có nghĩa là ai cũng có thể làm thiết kế được, thì nhưng mà có những người làm thiết kế người ta trình độ người ta cao, có những người trình độ người ta thấp thì biết là vậy, nhưng mà có những người ta rất là toxic trên đó. Nên là mình không có recommend group đó, mình chỉ recommend group nghiện design. Các bạn có thể vào đó các bạn học hỏi, các bạn nghe chia sẻ được rất là nhiều. Các bạn có thể tham gia vô, giống như là mình nhận xét là em thấy cái này nó như vậy nè, cái mọi người khác người ta có kiến thức nhiều hơn, người ta sẽ chia sẻ lại cho mình là suy nghĩ của họ như thế nào. Website thì bây giờ mình recommend Behance. Đó là cái trang web mà thường là các designer ai cũng biết rồi. Nhưng mà với những bạn mới á, thì mình nghĩ là xem Behance nhiều đó là một cách rất là tốt giúp cho các thiết kế của bạn tốt hơn. Tại vì ví dụ như bạn vừa mới vào ngành, bạn vừa mới làm việc thiết kế thì bạn sẽ không biết cái nào đẹp, cái nào xấu đâu. Bạn sẽ không biết cái nào hiệu quả đâu. Nhưng mà trên Behance nó có cái feature, nó có những cái dự án nó đạt giải, nó có những cái dự án được Behance giới thiệu tới bạn. Thì những dự án đó luôn luôn tốt. Tại vì đội ngũ của Behance người ta đánh giá rất là tốt những cái dự án nào mà tốt, họ sẽ gửi lên cho bạn xem, thì bạn xem những cái dự án tốt đó, rồi từ từ cái gu thẩm mỹ của bạn nó sẽ tăng cao hơn. Mình biết hôm nay qua trang page của hôm nay, và mình có follow hôm nay trên Instagram.
mình cảm thấy hôm nay đó là một dự án mình cảm thấy nó đang hoạt động tốt và mình nghĩ là sẽ có hướng phát triển lâu dài trong tương lai. Tại vì dự án hôm nay nó đang đánh vào một cái thị phần nó đang phát triển. Dạ, thì càng ngày thiết kế, người ta thuê thiết kế càng nhiều, người ta càng cần cái đẹp nhiều hơn. Thì hôm nay góp phần kết nối thì mình cảm thấy hôm nay đó nó là một dự án hay. Dạ. Là nó dựa rất là nhiều vào portfolio của bạn. Portfolio trong thiết kế, trong những người làm design, nó là một cái thước đo. Bạn sẽ show cho khách hàng thấy bạn là ai, bạn làm được cái gì. Thường là cái đi xin việc thì nó sẽ có CV. CV thì nó chỉ giới thiệu được bản thân của bạn thôi. Nhưng mà portfolio nó giúp cho người ta biết bạn làm được cái gì. Thì ví dụ mình đặt mình là một người đi thuê thiết kế, thì mình chỉ quan tâm bạn làm được cái gì thôi, và bạn làm được cái gì cho mình. Tại vì cái quan trọng của mình là sản phẩm cuối cùng. Thì cái portfolio là cái đáng đầu tư để cho freelancer mà muốn tìm được khách hàng hợp với mình. Với lại portfolio nó cũng sẽ xác định cái style của bạn đang theo. Cái style bạn theo đuổi có phù hợp với khách hàng hay không. Ví dụ như bạn làm rất tốt cái style của bạn đang theo, nhưng mà khách hàng họ không thích cái style đó, họ thích cái style khác, thì bạn khách hàng sẽ không book bạn. Tại vì nếu book bạn thì hai người sẽ không đồng điệu với nhau, vẫn không làm việc được đâu. Đúng rồi, nên là portfolio là cái quan trọng nhất để mình kết nối với khách hàng. Theo mình nha, thường á là các bạn đã làm thiết kế xong á thì các bạn nó nói vui với nhau là lười làm portfolio quá. Tức nghĩa là các bạn công việc các bạn cứ tấp nập, các bạn không dành thời gian cho portfolio đâu. Nên là thường các bạn mới làm thiết kế, các bạn sẽ tập trung portfolio. Xong rồi sau đó một giai đoạn các bạn không làm portfolio nữa. Xong rồi tới một giai đoạn nào đó các bạn tự nghĩ là portfolio mình nó cũ quá rồi. Bây giờ mình có nhiều dự án nó hay quá rồi, mình muốn bỏ vào thì bạn mới làm lại thêm một lần nữa. Nhưng mà mình nghĩ cái việc làm đó nó không đúng lắm. Tại vì portfolio các bạn phải cập nhật liên tục. Portfolio không cần thiết phải quá nhiều sản phẩm đâu. Tại vì khách hàng thường nó sẽ chăm chú nhìn, tập trung được khoảng 3 sản phẩm của các bạn thôi. Nên là ví dụ các bạn làm dự án branding thì các bạn để 3 branding mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất thôi. Có thể là làm cho những brand lớn, có thể làm những brand nhỏ, nhưng mà các bạn cảm thấy là cái câu chuyện đó nó dễ hiểu, nó dễ truyền tải và người khác nhìn người ta sẽ thích, thì các bạn đưa những cái đó vào portfolio. Rồi xong các bạn delete, các bạn đem những cái sản phẩm cũ xuống, các bạn trưng bày những cái sản phẩm mới lên, cái sản phẩm các bạn ưng ý lên, thì đó là cái tip quan trọng nhất để mà mình cập nhật một portfolio liên tục. Behance là theo mình nó là trang web nó mang tầm quốc tế rồi, nó là một trang web tốt để đăng portfolio lên. Nhưng mà đối với freelancer, nhất là freelancer Việt Nam mà các bạn mới vừa làm á, thì các bạn sẽ ít được tương tác. Nên là mình nghĩ á, là các bạn sẽ tìm được khách hàng nhiều hơn trên các mạng xã hội, giống như là Facebook là một lựa chọn, Instagram là một lựa chọn. Các bạn có thể dùng hình ảnh mình đã làm được để mình up lên profile của Facebook. Các bạn có thể show những cái sản phẩm các bạn làm được vào các group của Facebook để mọi người có dịp góp ý cho bạn. Thêm nữa là các khách hàng mà người ta cảm thấy thiết kế của bạn phù hợp với họ thì người ta sẽ nhắn chủ động liên hệ với bạn. Khi mà các bạn đã có sản phẩm tốt rồi á thì các bạn mới hãy nên up vào Behance. Mình cảm thấy hôm nay làm một cái website mà mình có thể đăng portfolio lên được, mình cảm thấy rất là vui vẻ với việc đó. Tại vì nó là một mạng xã hội dành riêng cho những người thiết kế freelancer của Việt Nam mình. Trên đó mình có cơ hội để mình kết bạn nhiều hơn, mình có thể connect được với những bạn thiết kế giống như mình. Đồng thời thì mình nghĩ là hôm nay sẽ làm ra một cái giao diện nó phù hợp hơn với người Việt, nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Tại vì không phải ai thuê thiết kế thì họ cũng sẽ hiểu biết được là họ phải gặp người thiết kế nào, họ phải tìm người thiết kế nào đâu. Họ chỉ suy nghĩ trong đầu của họ được là họ muốn làm cái gì thôi. Thì hôm nay sẽ góp phần mà đưa cái người thiết kế phù hợp đến cho họ, thì cái việc đó nó rút ngắn thời gian làm việc của hai bên rất là nhiều. Và mình cảm thấy nó sẽ giúp ích được khá là nhiều cho vừa là người thiết kế vừa là khách hàng. Freelancer Việt Nam đang đi theo hướng boss portfolio theo dạng hình ảnh nhiều hơn. Họ sẽ không tập trung vào làm một cái portfolio chi tiết, mà họ sẽ boss những cái dự án họ làm nhiều hơn trên mạng xã hội, thì người ta sẽ biết tới họ nhiều hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây nó không phải tính vào dạng spam nha. Mình có nhiều bạn đang bị spam quá mức ấy. Các bạn vô comment tất cả các bài viết, các bạn spam link Behance vào. Bạn không quan tâm đó là có hợp với bạn hay không. Các bạn không quan tâm đó là người ta đang thuê làm cái gì. Nên là các bạn đang bị focus vào rất nhiều khách, chứ các bạn không focus riêng những người hợp với mình. Nên là cái hiệu quả công việc mình nghĩ nó sẽ không cao.
Ý kiến cá nhân mình cảm thấy phần viết nó quan trọng. Tại vì mình là người thích viết, mình thích kể những câu chuyện của mình, nên là mình thích viết ra để mọi người có thể đọc được những câu chuyện đó. Hình ảnh nó là một tiêu chí rất là quan trọng để đánh giá một người designer, nhưng mà câu chuyện của họ cũng là một phần không thể thiếu được. Nhanh nhất để tìm tới Lâm thì Lâm hay sử dụng Facebook là nhiều nhất. Nhắn tin cho Lâm trên Behance thì có thể là Lâm cũng sẽ xem, nhưng mà connect được với Lâm nhanh nhất là trên Facebook. Thường Lâm nhận một job và phản hồi khách hàng chắc nhanh đó. Tại vì Lâm hay làm việc ở tại nhà và Lâm online 24/24 thôi, nên là mọi người nhắn thì Lâm sẽ thấy tin nhắn của mọi người ngay. Giờ các bạn freelancer mới bước vào nghề thì mình cũng có một giai đoạn như vậy. Ai cũng phải có một giai đoạn như vậy thôi. Nhưng mà tùy vào cái mức khởi đầu của bạn như thế nào. Có những người người ta ra từ trường lớp chính quy, có những người người ta kiến thức họ rất là sâu rộng, thì họ ra làm freelancer họ sẽ vững mạnh ngay từ bước đầu. Còn có những người chập chững bước đi, vừa làm vừa học, thì họ vẫn đáng được trân trọng. Nhưng mà với mình á, thì cái freelancer đang là một mảnh đất màu mỡ cần được khai phá. Nhưng mà cái người khai phá thì phải trang bị cho mình dụng cụ, mà mình khai phá mình phải trang bị dụng cụ, thì các bạn phải có đủ kiến thức, các bạn phải có đủ kỹ năng trước khi các bạn nhận thiết kế. Các bạn giống như mình hay nói vui là các bạn đừng biến mình thành một người thợ vẽ. Tại vì mình thấy có nhiều bạn á, là kinh nghiệm các bạn chưa có đi, kỹ năng các bạn cũng không có luôn, thêm nữa cái gu thẩm mỹ các bạn vẫn chưa có. Các bạn đó cần phải học nhiều hơn trước khi làm. Nhưng mà các bạn đã bắt đầu nhận job, các bạn làm cho khách hàng không hài lòng, xong rồi khách hàng có cái nhìn sai về freelance, các bạn đang biến thành mình thành người thợ vẽ. Tức nghĩa là khách hàng kêu cái gì các bạn vẽ cái đó, các khách hàng kêu màu gì các bạn để màu đó vào, thì nó không đúng. Mình là người thiết kế, mình phải chịu trách nhiệm với lại cái thiết kế của mình, mình phải chịu trách nhiệm với cả cái hình ảnh của cộng đồng, nên là phải cố gắng trang bị kiến thức và kỹ năng đủ trước khi mình nhận thiết kế. Mình có một tip cho các bạn mới bắt đầu làm freelance. Mình kể câu chuyện của mình lúc đầu luôn, là mình sẽ lướt lòng vòng các group người ta thuê freelance, nhưng mà mình chưa nhận ngay đâu. Mình cảm giác sợ tại job đầu tiên mà. Nhưng mà mình sẽ tìm những cái job nào mình cảm thấy nó phù hợp và mình hứng thú nhiều với job đó. Mình sẽ nhắn tin trực tiếp cho client, mình sẽ trực tiếp mình xin cái job đó về để mình làm. Thậm chí mình sẽ không nhận chi phí, tại vì mình đâu biết được là mình có làm được gì cho người ta hay không. Nên là mình bắt đầu mình dạng như mình thử nghiệm. Sau đó thì cái feedback thực tế của client đó thì nó sẽ là rất là đáng quý cho bạn để mà bạn học hỏi. Thì nếu job thành công thì bạn vừa có sản phẩm tốt, bạn đăng vào portfolio của bạn, bạn vừa có thêm sự tự tin, khách hàng họ cũng có một sản phẩm tốt. Còn ví dụ chưa tốt thì bạn sẽ nhận được góp ý từ khách hàng. Thì góp ý từ những người đi trước mà có kinh nghiệm thì cũng rất quan trọng, nhưng góp ý của khách hàng, những người chưa có chuyên môn nhiều như mình, vẫn rất là đáng quý. Tại vì họ là người trực tiếp nhìn cái đó, họ sẽ không nhìn bằng con mắt designer mà họ nhìn bằng con mắt của khách hàng, của người sử dụng, thì họ sẽ đưa ra những feedback rất là chân thật cho bạn. Giống như chị thấy chỗ này chưa đẹp, chị thấy cái ly cà phê của em nó còn vuông quá, chị thích cái ly cà phê nó tròn hơn. Chị thấy cái này nó sắc bén quá, nó chị sợ là nó đứt tay hay là gì đó, thì chị muốn nó bo tròn hơn để chị thấy cái mềm mại hơn. Thì cái đó là những cái cảm nhận khách quan nhất để các bạn nhận thấy cái thiết kế các bạn đang sai ở đâu và các bạn sửa cái thiết kế đó.